đời người có năm việc càng nói không càng ít tai họa hãy xem bạn đã làm được mấy việc đây là năm việc mà mặc dù bạn là ai cũng nên ghi nhớ để thực hiện nếu muốn có được một cuộc sống thanh thản tự tại tránh xa được tai ương họa hại không đòi hỏi quá nhiều cuộc đời là một chuyến du lịch cô đơn và từ đầu đến cuối trong thế giới của bản thân đều chỉ có mỗi một mình phải tự mình bước đi phải tự mình làm việc phải tự mình hoàn thành ước mơ sinh ra là con người mà chúng ta đều có những điểm khiến cho người đời ngưỡng mộ nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót chẳng ai luôn được như ý muốn cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác trong cuộc sống có quá nhiều những phiền muộn và rắc rối xưa nay không phải người khác mang đến lo âu và đau khổ cho chúng ta mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định việc này nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều cuộc sống sẽ càng phiền muộn và nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kỵ cuộc sống sẽ càng trở nên đau khổ. Thật ra thì mỗi người chúng ta nên hiểu một điều, sinh mệnh là của chúng ta, cuộc sống cũng là của chính ta, không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bị cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, cứ mặc kệ người ta nói gì thì nói. Trong cuộc đời không cần đòi hỏi quá nhiều, biết hài lòng, biết buông bỏ, thân tâm an lạc, từ khác sẽ có niềm vui. Số 2 là không giải thích với người không hiểu mình. Vậy con người kiểu gì cũng sẽ có lúc phải trải qua những lời bịa đặt dèm pha. Trong cuộc sống thì luôn có những người thích nói xấu sau lưng người khác và càng không thiếu những người bị người khác nói xấu sau lưng. Bởi vậy không cần phải giải thích, càng không cần phải tranh cãi với người khác Việc giải thích cũng cần có vốn, thay vì lãng phí vốn liếng là thời gian quý báu và sức lực của bản thân vào việc giải thích cho người khác hiểu mình. Thà rằng tập trung làm việc mình coi trọng, đi con đường mình đã chọn, chúng ta không cần phải lãng phí lời nói và thời gian quý báu của mình. Và trên thế giới này thì mỗi người chúng ta đều là một bản thể độc nhất vô nhị, là một tia pháo hoa khác biệt. Dù chỉ trực trở trong một khoảnh khắc, cũng chiếu sáng trong một khoảng trời, không cần ép mọi người đều phải hiểu làm người hãy giống như là một đóa hoa dù chẳng ai ngắm cũng nhất định phải nở rộ, chẳng phải vì ai khác mà là vì chính mình, chẳng cần làm món đồ cho người khác thưởng thức, cứ tươi đẹp theo cách của riêng mình. Trên thế gian này có những người coi bạn như câu chuyện cổ tích, có những người coi bạn là câu chuyện thần thoại, lại có những người coi bạn là câu chuyện cười, cứ để họ nói vậy đi. Người thực sự ưu tú sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì, họ chỉ bận tâm trở thành một kẻ ưu tú nhất không tìm kiếm cái bóng của mình sau lưng của người khác, không hèn mọn tìm kiếm giá trị tồn tại của mình trong mắt của người khác. Họ sẽ tự mình phấn đấu không ngừng, tự tỏa ra ánh sáng và sống là chính mình. Làm người hãy giống như một đóa hoa, dù chẳng ai ngắm cũng nhất định phải nở rộ, chẳng vì ai khác mà là vì chính mình. Số 3 là không tranh giành. Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không tranh đoạt. Cuộc đời cứ phải tranh qua tranh lại nhau làm gì, tới cuối cùng có thứ gì là của bạn và bạn có thể mang theo thứ gì đây? Đừng tranh giành. Thứ gì đã là của bạn thì chẳng phải tranh, bởi trời đã định sẵn. Thứ không phải của bạn, dù có tranh cũng không được. Vậy hà tất phải đòi hỏi quá đáng. Số 4 là không tranh cãi. Mặc với loại người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Dù có lấy lý lẽ ra tranh cãi thì cũng chỉ khiến cho mình phiền lòng mất hứng. Và cuối cùng thì cái đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Người xưa từng nói, 10 người biết đều cũng không bắn nổi một kẻ ngang ngược, bởi vậy cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Có đôi khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến cho bạn nhận ra khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. Không tranh cãi là biết cách giữ mồm miệng, biết bảo vệ tâm hồn của mình. Người nói vô tình, người nghe có ý, hãy tránh họa từ miệng bà ra, đừng gây chuyện thị phi. Có đôi khi im lặng không nói gì mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất, người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc và trở thành một người trong cuộc sáng suốt. Có đôi khi im lặng không nói gì mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất, bởi vậy hãy khép miệng lại tu tâm yêu thương lấy bản thân. Người không tranh giành mới thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống. Hãy buông bỏ đi sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tài hại. Khi có được sự tự tại an nhiên thì lòng sẽ luôn thấy vui vẻ. Lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý. Năm, Không khoe khoang Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không khoe khoang. Bạn và tôi đều là con người. Cuộc sống sẽ không thể luôn luôn tốt đẹp, đừng tùy tiện, đắc ý cho dù ở vị trí nào cũng đều không nên đắc ý mà khoe khoang tới mức vênh váo, bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác đang ghen ghét bạn. Kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý nhất mà mất cảnh giác, bởi vậy chúng ta nên học được cách giấu mình không khoe khoang người đời thường nói núi cao còn có núi cao hơn làm người nhớ đừng khoe khoang khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn khiêm nhường cũng sẽ giúp bạn đi xa hơn con người đến một độ tuổi nhất định sẽ học được cách không tranh cãi thản nhiên hòa nhã nói chuyện bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận mỉm cười ung dung cho qua làm người cứ lo cho chính mình là đủ thay vì phải thao thao bất tuyệt tranh cãi hãy cứ yên lặng rèn luyện bản thân cứ lặng lẽ làm tốt việc của mình hoàn thiện chính mình đó mới là việc nên làm nhất Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng tôi có thêm nhiều động lực ra clip mới phục vụ cho quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.